Chào các bạn, bây giờ mình đã chuẩn bị đồ xong rồi, bây giờ chúng ta sẽ tới đảo Thành An nhé. Coi cái này là bạch tuộc à? À bạch tuộc. Mình thích ăn món gì? Dạ, cái này bạch tuộc nướng muối ớt đi. Ghi đây bạch tuộc nướng muối ớt. Mà nó có giá cái đó. Thank you.
xong rồi mình quyết định sẽ đi ngược lại đó, khi mà buổi chiều phải đã bỏ mình ở đó. Nghe nói là ở đó có buổi tối có rất là nhiều món ăn và hoạt động, nên là bây giờ mình sẽ đi ra đó nha. Bây giờ mình đang đi loanh quanh để tìm một địa điểm ăn uống tiếp theo thích hợp hơn á. Nhưng mà mình muốn giới thiệu cho các bạn là ở đây rất là yên bình, mọi người đi xe đạp này đều nhau và đa số là đi bộ, xe máy nó cũng không có ồn ào giờ xem không. Hai bên rất là yên bình luôn á. Mình cảm giác như đây là mình đang ở Đà Lạt của 10 năm trước. Mặc dù là nó không có lạnh như vậy, trời nó... mình nghĩ là nó giống như buổi tối ở Sài Gòn á. Nhưng mà rất là yên bình, có cây này, có thể nghe được tiếng gió luôn, có những hàng cây, nhà cửa, những cái em bé đều nhau đi chơi. Ủa chị, cái này là trứng gà hả? Trứng nướng, chén. Bên đây là nồi chiên. Chiên. Ông quả nó chắc xe luôn rồi, ông quả nó chạy xe không? Không biết chạy xe đâu. Ông tổng là không đi. 2 ngàn thức xăm. Sao rồi bỏ mấy cái này vô rồi chị? Bỏ cái chấm nó còn đang xì 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 luôn. Cái pin này nó giống như là bánh tráng nướng như này, nhưng mà thay vì cái lót là cái bánh tráng thì đây lại là bánh tráng. Mày Nhi, đây là một miếng nè, ăn hết. Nóng quá mày. Con một ly nước xanh nữa nha con. Dạ. Cái này là bánh tráng nướng ở đây nha, nó giống như là bánh tráng ở Đà Lạt cái chút này. Là mình nhớ bánh tráng nhà quá. Mình đã quyết định ăn thêm bánh tráng nha. Nó làm nhà là mẹ mình nhớ nhà ra chứ. Đây. Đây là cách để quên đi cái nỗi nhớ nhà. Kìa kìa mập lên. Này biết không? Chào tất cả các bạn, hiện tại mình đang đứng tại văn phòng ấp kết hợp với tổ điểm sinh hoạt văn hóa của ấp Thạnh Bình đó. Nên là bây giờ cũng đã khá trễ rồi, chúng ta cùng mình nghĩ là mình sẽ phải đi về ngủ chuẩn bị cho ngày mai á. Nên hẹn các bạn gặp vào ngày mai nhé, chúc mọi người ngủ ngon.